Sự đa dạng của các sinh vật sống trên trái đất thực sự đáng kinh ngạc. Hiện nay khoa học đã biết đến khoảng gần 2 triệu sinh vật sống, nhưng chưa dừng lại ở đó, con số mà các nhà khoa học ước tính có thể lên tới 10 triệu loài sinh vật. Con số này phản ánh sự đa dạng các sinh vật sống hiện có trên trái đất. Như vậy, câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào chúng ta có thể nghiên cứu được tất cả các sinh vật khác nhau này? Một cách để nghiên cứu các sinh vật sống là phân loại chúng thành các loại khác nhau. Các em có biết không? con người đã cố gắng phân loại sự đa dạng to lớn của sự sống trên trái đất trong hơn 2.000 năm qua. Phân loại thế giới sống là sự sắp xếp các đối tượng sinh vật có những đặc điểm chung vào từng nhóm theo một trật tự nhất định. Phân loại là một bước quan trọng để hiểu sự đa dạng của sinh giới ở thời điểm hiện tại và lịch sử tiến hóa trong quá khứ của sự sống trên trái đất. Nó giúp cho chúng ta hiểu được sự đa dạng bao trùm của các sinh vật sống. Hàng năm, có khoảng 15.000 sinh vật mới được phát hiện và vẫn còn hàng triệu sinh vật chưa được biết đến chưa được xác định và mô tả do đó việc phân loại thế giới sống sẽ giúp chúng ta gọi đúng tên sinh vật và đưa sinh vật vào đúng nhóm phân loại đó các em cũng giống như việc khi chúng ta bước vào một nhà sách chúng ta dễ dàng tìm ra quyển sách mà mình cần tìm mua nhờ nhân viên nhà sách đã phân loại và sắp xếp các cuốn sách dựa trên những tiêu chí nhất định trong thế giới sống cũng vậy đó các em các sinh vật cũng được phân loại thành các nhóm phù hợp các sinh vật có thể được phân loại dựa vào một số tiêu chí như đặc điểm tế bào tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực mức độ tổ chức cơ thể cơ thể đơn bào hay cơ thể đa bào môi trường sống môi trường nước hay môi trường cạn kiểu dinh dưỡng tự dưỡng hay dị dưỡng mục đích chính của việc nghiên cứu phân loại sinh vật là đưa sinh vật vào một vị trí thích hợp trong hệ thống khung phân loại khung này được gọi là hệ thống phân loại sinh vật trong đó các nhóm phân loại được sắp xếp theo thứ tự xác định từ cao đến thấp hơn theo đó lớn nhất là giới tiếp theo là ngành lớp bộ họ chi hoặc giống rồi đến loài các em lưu ý ở động vật gọi là giống ở thực vật gọi là chi việc phân loại này có nghĩa là trong mỗi giới sẽ có nhiều ngành trong mỗi ngành có nhiều lớp trong mỗi lớp có nhiều bộ trong mỗi bộ có nhiều họ và trong mỗi họ có nhiều giống hoặc chi trong mỗi giống hoặc chi sẽ có nhiều loài trong các bậc phân loại thì loài là bậc phân loại cơ bản gồm những cá thể có những đặc điểm sinh học giống nhau có khả năng giao phối tạo ra cá thể mới một loài này được phân biệt với một loài khác dựa trên sự khác biệt về hình thái chi hoặc giống là một nhóm các loài có liên quan có chung một hoặc nhiều đặc điểm chúng ta có thể nói rằng giống là tập hợp các loài có quan hệ họ hàng gần nhau Ví dụ gấu đen, gấu nâu và gấu bắc cực là ba loài khác nhau, nhưng cả ba đều thuộc giống gấu (ursus). Họ bao gồm nhóm các giống hoặc chi có quan hệ họ hàng với nhau nhưng ít tương đồng hơn với giống và loài. Trong số các loài động vật, chẳng hạn như những giống gấu khác nhau như gấu đen châu Á, gấu nâu, gấu bắc cực, gấu đen bắc Mỹ, gấu trúc hay gấu chó được xếp vào họ ursidae. Bộ là sự tập hợp của những họ chỉ có vài điểm tương đồng. Các họ động vật như họ gấu và họ mèo được đưa vào bộ ăn thịt trên cơ sở các đặc tính dinh dưỡng. Lớp bao gồm các bộ có liên quan. Ví dụ, linh trưởng bao gồm khỉ, khỉ đột và vượng được xếp vào lớp động vật có vú cùng với bộ ăn thịt bao gồm các động vật như gấu, cọp, chó. Ngành Các lớp khác nhau kết hợp với nhau để tạo thành một ngành cá, động vật lưỡng cư, bò sát, chim cùng với động vật có vú được xếp vào ngành động vật dây sống Chordata dựa trên các đặc điểm chung như sự hiện diện của hệ thần kinh và dây thần kinh lưng, vân vân. Giới Các ngành khác nhau tập hợp thành giới Động vật được xếp vào giới Animalia, giới động vật Trong khi đó, thực vật được xếp vào giới Planta, là giới thực vật Các sinh vật trong hệ thống phân loại càng gần nhau thì sự giống nhau giữa các sinh vật cùng bậc càng lớn. Do đó, hệ thống phân loại chỉ chỉ ra được các quan hệ họ hàng trong mỗi cấp độ. Ví dụ, giữa họ và ngành thì họ là bậc phân loại thấp hơn ngành. Chúng ta dễ dàng nhận ra các sinh vật trong cùng một họ có sự khác biệt về các đặc điểm sinh học ít hơn so với sự khác biệt giữa các sinh vật trong ngành. Như vậy, theo các cấp độ phân loại trên, chúng ta dễ dàng xác định được vị trí của loài sư tử trong các bậc phân loại sinh vật như sau loài sư tử thuộc giống báo trong họ mèo bộ ăn thịt lớp động vật có vú ngành dây sống và giới động vật hay hoa ly là loài hoa thuộc chi loa kèn họ bách hợp bộ hành lớp một lá mầm ngành hạt kiến và giới thực vật việc đặt tên cho các sinh vật đã được bắt đầu với sự xuất hiện của ngôn ngữ trong nền văn minh nhân loại một sinh vật thường có ba cách gọi tên tên thông thường hay còn gọi là tên địa phương được người địa phương đặt cho các loài sinh vật trong một ngôn ngữ và khu vực cụ thể trên thế giới tên gọi này thường dựa trên một số đặc điểm của các sinh vật chúng ngắn gọn và dễ nhớ tên phổ thông là cách gọi phổ biến của loài có trong danh lục tra cứu tên khoa học là tên quốc tế được thống nhất trên toàn thế giới, thường sử dụng tiếng Latin và được viết in nghiêng. Tên khoa học của mỗi sinh vật là tên kép, gồm hai từ. Từ đầu tiên là tên chi hoặc tên giống, được viết hoa chỉ cái đầu tiên. Từ thứ hai là tên loài viết thường, mô tả tính chất của loài như công dụng, hình dạng, màu sắc, xuất xứ. Theo sau đó là tên tác giả, và năm tìm thấy loài đó được đặt sau cùng. Nhắc đến danh pháp quốc tế này, phải nhắc đến Linnaeus. Ông được coi là cha đẻ của phân loại học và phương pháp đặt tên loài. Năm 1753, ông giới thiệu hệ thống danh pháp trên, được quốc tế công nhận và được sử dụng đến ngày hôm nay. Tìm ra một phương pháp đặt tên khoa học có vẻ không phải là một vấn đề lớn, nhưng nó thực sự là như vậy. Trước Linnaeus, không có cách nào nhất quán để đặt tên cho các loài. Những cái tên mà các nhà khoa học đặt cho các sinh vật thường rất dài và rườm rà. Thông thường các nhà khoa học khác nhau đưa ra các tên khác nhau cho cùng một loài. Do đó, việc đặt tên theo danh pháp nhị thức như trên được thống nhất sử dụng rộng rãi. Ví dụ như cây lúa có tên khoa học là Oryza sativa. Trong đó, Oryza là tên chi, sativa là tên loài. Được công bố năm 1753 bởi Linnaeus. Hay cá lóc đen có tên địa phương là cá quả, cá trầu hay cá chuối và tên gọi khoa học là Channa triata thuộc giống Channa loài triata công bố năm 1793 bởi tác giả Block Sao la có tên khoa học là Sodoris Gatenhensis Sao la được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1992 tại vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh Hiện tại sao la được xếp hạng ở mức rất nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao, có trong danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới và sách đỏ Việt Nam đó các em. Lần gần nhất một cá thể sao la được nhìn thấy ngoài tự nhiên qua hình ảnh được chụp bởi máy bẫy ảnh là vào năm 2013. các em có biết loài người tinh khôn của chúng ta có tên khoa học là homo sapiens trong các bậc phân loại sinh vật thì giới là bậc phân loại cao nhất bao gồm các sinh vật có chung những đặc điểm về cấu trúc tế bào cấu tạo cơ thể đặc điểm dinh dưỡng và sinh sản vậy thì thế giới sống gồm những giới nào chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua bài ngày hôm nay nhé các em trước đây các nhà khoa học chỉ phân chia sinh vật thành hai giới thực vật và động vật theo quan điểm hai giới, thực vật là các cơ thể sống cố định và có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ, trong khi động vật là các cơ thể có khả năng vận động chủ động và dinh dưỡng theo kiểu dị dưỡng. Tuy nhiên, với sự phát hiện ra các cơ thể vi sinh vật như vi khuẩn, tảo và nấm, thì từ năm 1969, nhà khoa học Mỹ Whittaker đã xây dựng và đề xuất một hệ thống phân loại gồm năm giới và được nhiều nhà khoa học ủng hộ. Ông dựa vào các đặc điểm cấu tạo tế bào mức độ tổ chức cơ thể, khả năng di chuyển, kiểu dinh dưỡng để phân chia sinh vật thành năm giới, bao gồm giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật. Giới khởi sinh Đây là vương quốc của những sinh vật sống cực nhỏ, phần lớn có kích thước khoảng 1-5 cho đến micromet, có cấu tạo tế bào nhân sơ, chúng xuất hiện khoảng 3,5 tỷ năm trước đây. Nhóm sinh vật này sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng, một số có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời, một số khác sống ký sinh. Vương quốc này có mặt ở tất cả các môi trường sống như trong đất, nước, không khí và cả trên cơ thể sinh vật khác. Đại diện là vi khuẩn E. coli, vi khuẩn lam, vân vân. Giới nguyên sinh, đây là giới nguyên thủy nhất trong số các sinh vật nhân thực tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Gồm những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, phần lớn cơ thể đơn bào, sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng sống trong môi trường nước hoặc trên cơ thể sinh vật. Đại diện là trùng roi, tảo lục, trùng biến hình hay trùng dài. Giới nấm Những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực sống dị dưỡng này có cơ thể đơn bào hoặc đa bào, ăn các sinh vật sống khác và sinh sản thông qua bào tử. Đại diện là nấm mốc, nấm men, nấm sò. Giới thực vật Cây cối tạo nên một phần của giới thực vật. Có thể nói đây là một trong những vương quốc lâu đời nhất và có các đặc điểm như cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, sống tự dưỡng. Những sinh vật sống tự dưỡng này có tế bào chứa cellulose và chất diệp lục, rất cần thiết cho sự sống trên trái đất vì chúng giải phóng oxygen thông qua quá trình quan hợp. Hình thức sinh sản có thể là sinh sản hữu tính hoặc sinh sản vô tính. Môi trường sống cũng rất đa dạng và không có khả năng di chuyển. Đại diện cho giới này có thể kể đến là rêu tường, dương sĩ, lúa nước các loại cây ăn quả vân vân. giới động vật là những sinh vật có cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, sống dị dưỡng, có khả năng di chuyển, môi trường sống rất đa dạng. giới động vật là một trong những vương quốc đa dạng nhất, bao gồm các loài động vật có vú, cá, chim, bò sát, lưỡng cư, côn trùng, động vật thân mềm và một số những loài khác. đại diện của giới này là san hô, tôm, châu chấu, giun cá hồi, vân vân. Mặc dù những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu di truyền đã gợi ý những sửa đổi về hệ thống phân chia thế giới sống như quan điểm 6 giới, quan điểm 7 giới. Tuy nhiên, sự phân loại 5 giới vẫn được chấp nhận nhiều nhất cho đến ngày hôm nay đó các em. Các em có biết, các sinh vật được phân thành các nhóm tùy thuộc vào cấu tạo và đặc điểm của chúng. Việc phân loại các sinh vật, cho phép phân chia các sinh vật thành các nhóm nhỏ hơn và chuyên biệt hơn và khóa phân loại được xây dựng giúp xác định vị trí phân loại của loài thuận lợi hơn đó các em trong đó khóa lưỡng phân là kiểu phổ biến nhất trong các khóa phân loại sinh vật nguyên tắc của khóa lưỡng phân là từ một tập hợp các đối tượng ban đầu được tách thành hai nhóm với những đặc điểm đối lập nhau sau mỗi lần tách ta được hai nhóm nhỏ hơn và khác nhau bởi các đặc điểm được lựa chọn phù hợp với mỗi lần phân chia tuần tự nhiều thông tin và đặc điểm cụ thể của sinh vật được thể hiện rõ hơn khi một sinh vật không còn đặc điểm chung với bất kỳ sinh vật nào thì sinh vật đó đã được xác định bây giờ cô chào mình sẽ cùng nhau xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại một số sinh vật sau nào cô có con thỏ con cá hoa sen đại bàng con rùa để xây dựng khóa lưỡng phân đầu tiên các em cần lựa chọn một đặc điểm để phân chia được các loài cần phân loại thành hai nhóm trên cơ sở trả lời câu hỏi có hay không có đặc điểm đó tiếp tục cách làm như vậy ở từng nhóm nhỏ hơn tiếp theo để sắp xếp các sinh vật thành hai nhóm nhỏ hơn cho đến khi xác định được từng loài. Các em lưu ý, khi sử dụng khóa lưỡng phân, các em nên sử dụng các đặc điểm bất biến, có nghĩa là các đặc điểm không thay đổi của sinh vật, ví dụ như số lượng các chi, phương pháp sinh sản, kích thước hay màu sắc. Khóa lưỡng phân thường được biểu diễn theo sơ đồ phân nhánh. Ở bài này, đặc điểm đầu tiên cô chọn là khả năng di chuyển chúng ta dễ dàng phân loại được hoa sen với các loài sinh vật khác vì hoa sen không có đặc điểm trên trong khi thỏ cá chim và rùa thì có thể di chuyển tiếp tục ở nhánh nhỏ tiếp theo cô cần tìm một đặc điểm bất kỳ để có thể phân loại các sinh vật này các em hãy dừng video lại và suy nghĩ xem chúng ta cần đưa ra đặc điểm gì tiếp theo ở đây nếu cô lựa chọn đặc điểm có vỏ cứng trên thân thì cô có thể tách riêng rùa ra khỏi nhóm không có vỏ cứng trên thân các em có thể lựa chọn một đặc điểm khác để phân loại như đặc điểm có chân hay không khi đó chúng ta sẽ phân loại được cá và những sinh vật có chân còn lại đặc điểm lựa chọn để phân loại có tính chủ quan nên các em có thể linh hoạt đưa ra các đặc điểm sao cho phù hợp để phân loại là được nhé ở nhánh tiếp theo cô có thể lựa chọn đặc điểm biết bay hay không để phân loại cô sẽ phân loại được chim với nhóm không biết bay và cuối cùng đặc điểm cơ bản khác nhau giữa hai loài sinh vật còn lại là có vỏ cứng trên thân hay không đến đây chúng ta đã sắp xếp mỗi loài sinh vật theo từng nhóm có đặc điểm riêng biệt rồi đó các em cô còn có một bài tập vận dụng dành cho các em cô đã xây dựng khóa lưỡng phân cho các động vật ốc sên chăn rùa chuồn chuồn ếch và chim bồ câu như sau các em hãy quan sát khóa lưỡng phân trên và điền những đặc điểm phù hợp để tạo ra khóa phân loại ở mỗi nhóm nhé Như vậy đặc điểm đầu tiên cô lựa chọn là sinh vật có chân hay không? Ốc và trăng là những động vật không có chân, khác với nhóm sinh vật còn lại. Tiếp theo để phân loại hai loài này, đặc điểm cô lựa chọn là sinh vật có vỏ cứng trên thân hay không? Ốc có vỏ cứng trên thân, còn trăng thì không có đặc điểm này. Nhóm các sinh vật còn lại có thể phân loại dựa vào đặc điểm sinh vật đó có cánh hay không? Chim bồ câu và chuồng chuồng có cánh, khác biệt với nhóm giữa ếch và rùa không có cánh. Trong nhóm sinh vật có cánh, chúng ta dựa vào số lượng cánh của sinh vật để phân thành hai nhóm, sinh vật có hai cánh và sinh vật có bốn cánh. Nhóm sinh vật còn lại, cô lại lựa chọn đặc điểm sinh vật có vỏ cứng ở thân hay không? Khi đó dễ dàng phân loại được thành hai nhóm, ếch là sinh vật không có vỏ cứng trên thân, khác với rùa. Như vậy, qua một số ví dụ cô vừa đề cập, các em hãy luyện tập thêm một số bài tập trong sách giáo khoa để có thể nắm vững những nội dung này nhé.